xíu mì gói cho cả nhà.
chứ ở đây cũng rất là ngon cái nhà mà anh đem nó bụng mà gặp món này là rất là ngon, mà chạy mưa là thôi chạy mưa thế là ok luôn. Xin chào tạm biệt cả nhà YouTube nha. Hẹn gặp lại ở tập sau nha cả nhà.